Khác với các năm trước là giao cho thôn bản bình xét, thì năm nay xã Tam Đình thành lập ban chỉ đạo do đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã làm trưởng ban, trực tiếp xuống từng thôn bản, vận động, theo dõi sát sao, đánh giá thực chất việc thống kê tài sản của các hộ dân. Đợt bình xét hộ nghèo năm 2014, gia đình ông Kha Văn Khương là một trong 36 hộ của bản Quang Phúc ra khỏi danh sách hộ nghèo. Gia đình đông con, nhiều thế hệ cùng chung sống trong nhà. Cuộc sống bao đời thuần nông chứ không có thu nhập phụ từ nghề khác. Nhưng nhận thức về sự chủ động trong cuộc sống, không thể phụ thuộc mãi vào trợ cấp của cộng đồng, gia đình ông đã tích cực chăn nuôi sản xuất. Số tiền tích góp bao năm và vay mượn thêm của họ hàng, ông đã mua 2 con trâu sinh sản, kết hợp với đó là nuôi gà đen, lợn bản. Tôi được sự giúp đỡ của Đảng và Nhà nước. Đầu tiên thì tôi vay 4 ngân hàng để mua trâu. Thế là mua thì mua trâu cái. Hiện tại bây giờ thì sinh sản cũng là nâng đỡ được một chút. Đến hiện tại bây giờ thì gia đình của tôi đã thoát nghèo được. Bản Quang Phúc, xã Tam Đình có 280 hộ, chủ yếu là đồng bào dân tộc Thái. Đời sống của người dân chủ yếu là sản xuất nông nghiệp. Lâu nay, bản được xem là một trong những điểm phức tạp nhất trong việc bình xét hộ nghèo hàng năm của xã. Thế nhưng thời điểm này, khi chúng tôi về bản, nhiều gia đình đã bày tỏ ý chí và quyết tâm thoát nghèo bền vững. Gia đình bà Kha Thị Tính là một ví dụ điển hình. Sau khi ra khỏi danh sách hộ nghèo của xã, gia đình bà được hưởng các chương trình hỗ trợ sinh kế về trồng trọt, chăn nuôi. Cùng với đức tính chịu thương, chịu khó, nay cuộc sống đã dần đi vào ổn định. Trong việc là rà soát hộ nghèo thì cũng có một số khó khăn nhất định. Thứ nhất là thôn bản thì thực tế thì dân đông. Mức độ cán bộ lãnh đạo trong thôn bản thì cũng trình độ năng lực thì cũng từ dân mà ra thôi, cũng học qua trường cao lớp chứ cả. Nhưng mà mức độ thì dân thì thực tế thì cũng đa số là cũng tốt thôi. Nhưng mà một số hộ dân thì còn đang trông chờ ý lại cho nhà nước cấp trên về cái chế độ hộ nghèo. Thì một hộ nghèo này một số không muốn ra hộ nghèo nữa. Nó còn ở để mà hưởng cái chế độ nhà nước cho. Nhưng mà được cái sự tuyên truyền phối hợp cùng các đoàn thể thôn bản, dưới sự là giúp đỡ của là cấp xã cấp huyện xuống tuyên truyền vận động kết hợp lồng ghép các chương trình họp dân thì dân người ta cũng nhận thức ra được là về cái chế độ hộ nghèo nên thì người ta cũng giờ thì đại đa số dân thì người ta cũng có nhận thức hết. Anh Mô cũng muốn cố gắng vươn lên để mà thoát nghèo. Trước qua cái kết quả ra soát thì chúng tôi căn cứ vào cái điều kiện của một số hộ là chúng tôi vẫn là đánh giá cái hộ đó là đưa vào cái diện cận nghèo tính theo mức thu nhập, và cái điều đó là tạo điều kiện cho cái hộ gia đình có cơ hội để mà vay vốn tín dụng ngân hàng chính sách xã hội để mà tập trung phát triển kinh tế. Cái thứ hai nữa là trong năm tới chúng tôi sẽ liên hệ với cái phòng lao động của huyện, trung tâm dạy nghề của huyện để có tập huấn tuyên truyền những cái kỹ thuật chăn nuôi như là lợn, gà, trâu bò và hướng dẫn trong các loại cây trồng mà có thể mang lại thu nhập cho hộ gia đình. Cái hay trong bình xét hộ nghèo ở Tam Đình đó là việc bình xét được thực hiện một cách chặt chẽ, có trách nhiệm cao của cấp ủy chính quyền địa phương, với mục tiêu là hạn chế tư tưởng trông chờ ỷ lại của người dân vào chính sách hỗ trợ hàng năm của nhà nước đối với hộ nghèo, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn xã.